chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 7. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chương trình nghệ thuật Cõi Thiên Đồng Lộc nối mạch ngàn năm nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 55 năm chiến thắng Đồng Lộc. Vòng chung kết UEH Bistech Hackathon 2023, hành trình khám phá và ứng dụng công nghệ cùng phát triển nền nông nghiệp của những công dân toàn cầu. Chợ Vĩnh Long phát huy mô hình thanh toán không dùng tiền mặt. Tối qua 22 tháng 7 tại khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã diễn ra chương trình nghệ thuật Cõi Thiên Đồng Lộc nối mạch ngàn năm. Chương trình là lời tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 55 năm chiến thắng Đồng Lộc, tưởng niệm 55 năm ngày hy sinh của 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc và 55 năm chiến tích làng K-130. Dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chiêu Lưu, lãnh đạo các bộ ngành địa phương, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, thân nhân các gia đình liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong và đông đảo nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân nhấn mạnh, Cõi Thiên Đồng Lộc nối mạch ngàn năm. Thông điệp đó đòi hỏi mỗi người có trách nhiệm tiếp nối mạch nguồn của văn hóa dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam để xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước. Thông qua chương trình nghệ thuật Cõi Thiên Đồng Lộc nối mạch ngàn năm, khán giả được sống lại với những mốc son lịch sử. Xuyên suốt chương trình thể hiện sự chuyển tiếp từ tư tưởng tới hành động, từ những ước mơ hoài bão của thế hệ thanh niên sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì hòa bình, thống nhất đất nước tới quyết tâm của thế hệ hôm nay xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm nay trùng ngày chủ nhật, trùng ngày cuối tuần nên người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9. Với lịch nghỉ trên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá sẽ đảm bảo hài hòa số ngày nghỉ và không trùng với ngày khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lưu ý các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm nay bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân. Tại tỉnh Bến Tre, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tỉnh Đoàn Bến Tre vừa tổ chức lễ ra quân cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh điểm cấp Trung ương năm 2023. Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Đoàn Bến Tre xây dựng nông thôn mới, gồm sàn nông sản trên vũ trụ ảo Metaverse trị giá 100 triệu đồng, công trình tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, văn minh trị giá 100 triệu đồng, 100 túi an sinh trị giá 25 triệu đồng. Tỉnh đoàn cũng trao tặng 200 triệu đồng cho địa phương thực hiện các công trình như xây dựng công trình cầu thanh niên, bê tông hóa tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình thương và vận động mô hình thư viện lưu động, hướng dẫn các em thiếu nhi, học sinh phương pháp đọc sách và cảm nhận sách. Đội hình tri thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới cấp trung ương cũng trao tặng nguồn lực thực hiện các công trình phần việc hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Dòng Trôm trị giá 200 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, gần một tháng qua về tham gia chiến dịch tình nguyện tại 7 xã ở huyện Mang Thít, các sinh viên trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân địa phương, không chỉ bằng tinh thần năng động, nhiệt huyết mà còn là những công trình phần việc ý nghĩa, hữu ích cho cộng đồng. Tuyến đường đan ấp Hòa Mỹ 2 thuộc xã Mỹ An là một trong những công trình trọng điểm của chiến dịch tình nguyện sinh viên kinh tế thực hiện cho người dân địa phương. Tuyến đường dài gần 1.300 m, mặt đường rộng 2 m, có tổng trị giá 863 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân huyện và Nhân dân xã đối ứng 363 triệu đồng, phần còn lại do Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Từ sự đồng lòng chung sức của người dân và sự góp sức của 42 sinh viên tình nguyện của trường, tuyến đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Hồi trước cái tuyến đường này nó khó đi, đường sình lầy lội, rồi sau đổ đá đi nó cũng khó đi nữa, rồi giờ nhờ sinh viên về làm cái tuyến đường này hoàn thành nó sạch sẽ, sạch đẹp. Rồi tôi mới đi xin qua bông qua về trồng một cô khúc tuyến đường cho nó đẹp, cho nó khang trang. Bây giờ mừng quá mừng. Làm xong cái tuyến đường này thì tụi em rất là tự hào khi mà phụ được
người dân ở đây có tuyến đường đi thật khang trang và an toàn. Năm nay, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có 342 sinh viên tình nguyện về tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại huyện Mang Thít với khẩu hiệu tình nguyện xanh, xanh kinh tế, đẹp quê hương. Mỗi địa bàn một công trình và phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn. Sinh viên của trường đã triển khai thực hiện các công trình xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, làm sân chơi, ôn tập hè cho thiếu nhi, phát quang, dọn dẹp và chăm sóc tuyến đường qua ở 7 xã đóng quân. Bên cạnh đó còn thực hiện các phần việc phát sinh như bồi kè các tuyến đường bị sạt lở và vận động các nhà hảo tâm và cựu sinh viên hỗ trợ giúp đỡ hộ dân bị sập nhà do mưa bão. Lúc là nhà sập là tôi rất lo, cô tôi không biết làm sao cất lại nhà mới vì tôi sống có một mình tôi à, nên nó rất khó khăn lắm. Giờ có mấy sinh viên rồi về cho tôi rất mừng, tôi rất cảm ơn. Nói chung là các em sinh viên này là hỗ trợ rất là nhiều công trình cho địa phương, ví dụ như là xây dựng đường đan, rồi trồng hoa, rồi xây dựng nhà ở. Đặc biệt sinh viên cũng vận động mạnh thường quân hỗ trợ được một căn nhà do là lốc xoáy bão nó đổ sập thì cũng được 40 triệu đồng. Với sự hỗ trợ của trường, từ ngày 30 tháng 6 đến nay, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai 18 công trình ở 7 xã. Trong đó, gồm 5 tuyến đường giao thông nông thôn có tổng chiều dài gần 3.500m, xây mới 1 cây cầu liên xã, 3 công trình thanh niên thắp sáng tuyến đường quê dài 3.900m và 3 công trình phòng chống rác thải nhựa với tổng phúc lợi trị giá 1,5 tỷ đồng. Trong gần một tháng vừa qua ở trên quê hương Mang Thít thì tụi em cảm nhận được trước hết là cái tình cảm rất là sâu sắc của bà con dành cho tụi em, và hơn hết là cái sự tin tưởng từ đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường cũng như là từ địa phương khi mà luôn luôn là hỗ trợ hết mình và quan tâm tới những cái công tác, cái công việc của các bạn sinh viên, thì đó chính là cái niềm động lực rất là lớn để các bạn chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Trên tinh thần tình nguyện, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, chiến dịch tình nguyện sinh viên kinh tế đã tiếp tục ghi dấu với những công trình phần việc hữu ích, góp phần tạo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở huyện Mang Thít. Qua đó cũng khẳng định được giá trị của chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, một chiến dịch để sinh viên cống hiến và trưởng thành. Thời điểm này, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang tích cực tổ chức các hoạt động tư vấn chọn tổ hợp môn cho học sinh lớp 10 vừa trúng tuyển vào trường năm học 2023-2024. Tại trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt, thành phố Vĩnh Long, sáng nay nhà trường tổ chức tư vấn chọn tổ hợp môn cho gần 1.000 học sinh và phụ huynh. Tại buổi tư vấn, nhà trường giới thiệu đến học sinh, phụ huynh các tổ hợp môn học, hướng dẫn chuyên đề học tập lớp 10, phổ biến danh mục sách giáo khoa và sinh hoạt nội quy của nhà trường. Nét mới năm nay là nhà trường xây dựng sẵn 10 tổ hợp môn học dựa trên 2 môn chủ lực của khối tự nhiên hoặc xã hội, giúp học sinh thuận tiện trong việc chọn lựa tổ hợp yêu thích phù hợp với năng lực, gắn với tổ hợp xét tuyển vào đại học. Mỗi học sinh chọn một trong 10 tổ hợp theo thứ tự ưu tiên 1, ưu tiên 2 và ưu tiên 3. Năm học mới 2023-2024, trường Trung học phổ thông Lưu Văn Liệt có 506 học sinh trúng tuyển vào lớp 10. Căn cứ vào lựa chọn của các em, nhà trường sẽ bố trí 13 lớp 10. Các môn học bắt buộc lớp 10 gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương. Các môn học tự chọn là địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc và mỹ thuật. Chiều nay, vòng chung kết UEH BTS Hackathon 2023, hành trình khám phá và ứng dụng công nghệ cùng phát triển nền nông nghiệp của những công dân toàn cầu do Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra tại phân hiệu Vĩnh Long với sự tranh tài của 13 đội dự thi đến từ nhiều trường đại học trong và ngoài nước. Tham gia vòng chung kết UEH BizTech Hackathon 2023 có 70 sinh viên của các trường đại học khối ngành kinh tế như Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Quốc gia Singapore. Được chia thành 13 đội với nhiều background đa dạng như kinh doanh, công nghệ, lập trình, đổi mới sáng tạo. Thông qua 7 buổi huấn luyện, sinh viên được tìm hiểu kiến thức cơ bản để xây dựng một mẫu thử, sản phẩm khả dụng tối thiểu, minh chứng khái niệm, giải quyết vấn đề và tranh tài ở 2 phần thi, thử thách 28 giờ Hackathon và pitching trình bày ý tưởng. Cuối cuộc thi năm nay, tụi em đã được
các anh chị ban tổ chức gọi là huấn luyện rất là kỹ những cái kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng một cái mô hình kinh doanh cũng như là tìm hiểu các cái vấn đề về đồng bằng sông Cửu Long. Những kiến thức và kỷ niệm ở trong cuộc thi này ấy, sẽ giúp em gọi là có biết cách tự học làm việc một cách tập trung và chuyên nghiệp hơn. UEH Big Tech Hackathon là chương trình tìm kiếm các giải pháp ứng dụng công nghệ mới để giải quyết các vấn đề của cuộc sống, khuyến khích sinh viên ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế. Chương trình tổ chức lần đầu vào năm 2022. Năm nay, chương trình được tổ chức tại phân hiệu Vĩnh Long với chủ đề Revolutionizing Agriculture, mong muốn tìm kiếm các giải pháp cho nền nông nghiệp phát triển bền vững và hướng tới đẩy mạnh kinh tế địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long. Cuộc thi này đó là các bạn sinh viên đã gặp nhau, trao đổi, tương tác, học hỏi từ những người thầy và đã xây dựng được rất là nhiều ý tưởng cực kỳ hay, hữu ích và tôi thấy là có tiềm năng, nếu mà có thời gian đầu tư lâu dài sẽ có thể ứng dụng được vào trong thực tiễn. Các ý tưởng của bạn, các bạn trải dài từ các cái khâu từ sản xuất trong nông nghiệp cho đến phân phối tiêu dùng hàng hóa, bao trùm cả một chuỗi giá trị trong nông nghiệp. Các sản phẩm của các bạn là cực kỳ đa dạng về các cái chủ đề. Cái thứ hai nữa là có cái tính ứng dụng cao. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn tạo ra môi trường để thế hệ trẻ phát huy tối đa tiềm năng của bản thân, biết cách vận dụng kiến thức công nghệ đã học vào thực tiễn. Đây cũng là dịp để sinh viên trong nước tiếp cận văn hóa và làm việc với sinh viên nước ngoài, hướng đến phát triển công dân toàn cầu, nuôi dưỡng đam mê và trở thành một startup thực thụ, đóng góp và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại thành phố Hồ Chí Minh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và châu Á. Các sản phẩm và đội dự thi xuất sắc nhất sẽ được trao giải vào ngày 25 tháng 7. Từ nay đến cuối năm, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và nâng cao chất lượng 4 sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh. 4 sản phẩm du lịch đặc thù được tỉnh Vĩnh Long xác định tập trung đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ gồm du lịch homestay, du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề và du lịch văn hóa. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long vận động các cơ sở homestay trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các dịch vụ, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa để thu hút du khách. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra nhắc nhở các cơ sở vườn trái cây trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, đảm bảo chất lượng như công bố. Tiếp tục thí điểm trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh đến với du khách nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm làm quà tặng, quảng bá liên kết du lịch tại năm làng nghề truyền thống của tỉnh được công nhận. Tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm du lịch mới được khảo sát trong năm 2022 như tuyến sông Long Hồ gắn kết với các điểm di tích lịch sử văn hóa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố bố trí đủ nguồn lực để thực hiện việc kiểm tra và giám sát các vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được cấp mã số, đồng thời tăng cường tuyên truyền và phổ biến rộng rãi quy định của nước nhập khẩu cũng như tài liệu hướng dẫn kỹ thuật từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để các tổ chức và cá nhân tham gia sản xuất xuất khẩu nông sản biết và tuân thủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ áp dụng biện pháp tạm dừng sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan tới các lô hàng xuất khẩu không đáp ứng yêu cầu của phía nhập khẩu và tái phạm nhiều lần trong quá trình kiểm tra, kiểm dịch thực vật. Đẩy mạnh thanh toán số, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng, đạt tỷ lệ 99,9%. Trong đó, tỷ lệ doanh thu thanh toán không dùng tiền mặt đạt 96,9%. Công ty Điện lực đã phối hợp với các ngân hàng, tổ chức thanh toán trung gian, mở hơn 500 điểm thu cố định, lưu động nhằm tạo thuận lợi cho người dân thanh toán tiền điện bằng nhiều hình thức qua ngân hàng, tổ chức trung gian, thanh toán qua các ứng dụng điện tử như Viettel Pay, Momo, VNPay, ePay, VNPT Pay, thanh toán qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và website chăm sóc khách hàng. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng, email, app, Zalo của EVN-SBC đạt 81%. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, chợ Vĩnh Long đã triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt.
thời gian đầu còn nhiều khó khăn do người dân chưa quen hình thức thanh toán này tại chợ truyền thống. Tuy nhiên, qua hơn một năm triển khai, đã dần thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt tại chợ, góp phần xây dựng chợ Vĩnh Long, chợ 4.0. Hơn 300 tiểu thương tại chợ Vĩnh Long đã đăng ký sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt do Sở Công Thương triển khai vào năm 2022. Nhiều tiểu thương và khách mua hàng đã sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho biết rất tiện lợi vì có thể sử dụng phương thức thanh toán hiện đại, an toàn hơn, thay đổi tư duy mua và bán. Mô hình này thì tôi cũng thích, nó cũng tiện nữa. Nó tiện là mình không cần phải sử dụng tiền mặt, tiền lẻ. Thanh toán qua tiền là qua thẻ thì nó tiện lắm. Nó tiện cho mình là nhiều thứ, nhất là nhanh lẹ. Rồi tôi quên đem tiền thì tôi cũng có tiền để trả. Đi chợ, thanh toán bằng mã QR chuyển khoản còn khá mới mẻ. Tuy nhiên, bước đầu đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của người dân, góp phần thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ, phù hợp với xu thế chuyển đổi số. Hiện tại trong cái thời điểm này là hết 80% là chuyển khoản. Thí dụ như khách hàng lại mua đồ, hỏi chị có số tài khoản không? Thì tôi nói là có, rồi xong rồi, như là tôi có in sẵn ở đây, hoặc là cái số tài khoản thì tôi nhớ là tôi đọc là khách hàng là chuyển. Mọi người hiện tại bây giờ đều có chung cái suy nghĩ là mình sẽ không dùng tiền mặt thì nó rất tiện, rất tốt và nó an toàn. Thanh toán không dùng tiền mặt giúp cho tiểu thương có thời gian giao dịch mua bán nhanh hơn, cũng như là tạo điều kiện cho họ phát triển đến hướng phương thức buôn bán hàng khác như bán hàng online, điện tử, live stream với các nền tảng mạng xã hội. Nên việc thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những cái nền tảng ban đầu để thực hiện chuyển đổi số tại các chợ. Thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ truyền thống với sự tiện lợi sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên trong thời gian sắp tới. Chợ Vĩnh Long sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này vào hoạt động kinh doanh mua bán, góp phần thiết thực vào mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hai năm qua, nhất là những tháng gần đây, tình trạng ổi, giàn lá, chết cây trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra ngày một nhiều hơn. Khi nông dân phát hiện triệu chứng là hầu như không thể chữa trị được, điều này khiến nông dân bị thiệt hại nhiều về kinh tế. Ông Nguyễn Văn Bé vừa trồng lại vườn ổi của mình sau khi đốn bỏ toàn bộ hơn 400 gốc ổi vì bệnh giàn lá chết cây. Ông cho biết hơn một năm rưỡi trước, bệnh bắt đầu xuất hiện trong vườn. Mặc dù đã tiêu tốn nhiều tiền với nhiều biện pháp khác nhau, nhưng cũng không thể quản lý được. Sau nhiều tháng không có thu nhập từ vườn ổi, ông quyết định tái thiết lập vườn mới. Bệnh thì mình cũng xịt thuốc bệnh thường ba cái thuốc bệnh đó, nhưng mà nó không hết, nó chết vẫn chết thôi. Rồi sau lại nó thời gian ngày càng chết nhiều rồi đốn, rồi nó trồng lại kịp thời. Chứ trước sau nó cũng chết, mình để đó, mình neo hoài thì không có thu nhập. Khảo sát của Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật Vĩnh Long gần đây cho thấy, toàn tỉnh có hơn 180 hectare ổi xuất hiện triệu chứng giàn lá chết cây, chiếm gần 20% diện tích canh tác ổi toàn tỉnh. Trong đó, tại huyện Trà Ôn, nhiều nhất với hơn 130 hectare, kế đến là Long Hồ và thành phố Vĩnh Long, mỗi nơi từ 20 đến gần 30 hectare. Đáng chú ý, về mức độ, có đến 130 hectare thiệt hại từ 15 đến 50%, 10 hectare thiệt hại từ 50% trở lên. Xã Tức Thiện, huyện Trà Ôn là nơi bị thiệt hại nhiều nhất với gần 100 hectare. Mở thuốc là mình tưới vô, nhưng mà tưới thì thấy nó cũng không hết nổi, vẫn chết bình thường. Hai năm trước thì diện tích ổi thì đó là 393,59 ha. Thì từ hai năm trở lại đây thì diện tích ổi bây giờ nó giảm, nó chết từ khoảng 45% trở lên. Dùng Tức Thiện thì người nông dân thì đa số là trồng ổi là nhiều. Thì chủ yếu là thu nhập ổi thì hàng tuần, thì hiện nay cái tình hình ổi chết như vậy đó thì nông dân nói chung là rất là ảnh hưởng thất thu. Theo kết quả nghiên cứu của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị chuyên môn khác thì hiện tượng giàn lá chết cây ổi do nhiều yếu tố tác động, trong đó chủ yếu là tập quán canh tác, điều kiện môi trường đất, pH đất, tuyến trùng và các bệnh hại hiện diện trong đất, từ đó đang xen các triệu chứng xuất hiện trên cây.
từ những cái yếu tố này mà chúng tôi đã đưa ra giải pháp. Thứ nhất là cải tạo đất trong cái nguồn dinh dưỡng mình, rồi thứ hai nữa là tăng cường cái sử dụng phân hữu cơ, rồi thứ ba nữa là kỹ thuật chăm sóc. Chúng tôi có một số giải pháp kỹ thuật chuyển giao cho bà con nông dân trong việc mà quản lý chăm sóc cái vườn ổi của chúng ta trong giai đây, để mà khắc phục được hiện tượng vàng lá, và sẽ tiếp tục là trong cái năm sau thì chúng tôi sẽ xây dựng các mô hình trình diễn để mà khắc phục được cái hiện tượng này cho bà con nông dân ta, lấy cái mô hình này để mà nhân rộng. Mặc dù là loại cây ăn trái phụ, nhưng thời gian qua cây ổi cho nông dân lợi nhuận kinh tế khá cao, đặc biệt là trong việc xen canh lấy cắn nuôi dài. Bên cạnh đó, hiện nông dân tỉnh Vĩnh Long đang có xu hướng tiếp tục mở rộng diện tích loại cây trồng này. Với những giải pháp của ngành chuyên môn, hy vọng tình trạng vàng lá chết cây ổi sớm được quản lý, từ đó nông dân yên tâm sản xuất và có nguồn thu nhập ổn định. Thưa quý vị, thay vì mua những món đồ chơi sản xuất công nghiệp thì nhiều gia đình mong muốn con cái có cơ hội tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống thông qua những món đồ chơi dân gian, đồ chơi thủ công. Và nhằm đáp ứng mong mỏi ấy, nhà thiếu nhi quận 10 ở thành phố Hồ Chí Minh đã mở lớp dạy làm đồ chơi thủ công cho trẻ em. Và điều đáng quý là lớp học này hoàn toàn miễn phí. Vâng ạ, và những hình ảnh tại lớp dạy làm đồ chơi thủ công ở nhà thiếu nhi quận 10, một sân chơi bổ ích dành cho các em nhỏ vào mùa hè này, cũng sẽ thay lời kết cho chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với tinh thần vừa học vừa chơi, cũng như gắn kết cộng đồng, lớp học làm đồ chơi thủ công miễn phí là sân chơi mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho các em thiếu nhi. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.